HLV Kia tại sách chơi bóng đá Việt Nam sau bộ phim nói về đội tuyển U23 Việt Nam. Sau những ồn ào liên quan tới bộ phim với chủ đề về bóng đá mang tên 11 niềm hy vọng của Việt Nam, vị cựu huấn luyện đội tuyển quốc gia Thái Lan mới đây đã đánh giá bóng đá Việt Nam rất khó bắt kịp trình độ bóng đá của Thái Lan trong tương lai. Những ngày gần đây, giới truyền thông Thái Lan liên tục đề cập tới chuyện bộ phim bóng đá mang tên 11 niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam với thái độ không hài lòng. Sở dĩ người Thái có thái độ bực bội với bộ phim nói về đội tuyển U23 Việt Nam bởi trong phim Thái Lan bị coi là vai phản diện, là đối thủ nguy hiểm của đoàn quân áo đỏ và là đội bóng cần phải bị đánh bại. Ngay cả huấn luyện viên Ki cũng tỏ ra không hài lòng về chuyện này. Trong một phát biểu của mình, cựu ngôi sao từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho rằng trailer trong phim 11 niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam cố tình sử dụng hình ảnh của đội tuyển Thái Lan để nổi tiếng đồng thời hạ thấp người Thái vì có hình ảnh cầu thủ Thái Lan chơi xấu, đốn dò các tuyển thủ Việt Nam. Dù đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu châu lục vừa qua, song HLV Kitshat nhận định trình độ bóng đá Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất lớn với bóng đá Thái Lan. sắc nói: Họ đang đạt được thành công nhất định trên cấp độ các đội tuyển trẻ, nhưng với đội tuyển quốc gia, họ cần phải 10 năm hoặc lâu hơn nữa mới thắng được chúng ta. Nhưng khi đó đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng Việt Nam và chúng ta có chung tham vọng cho bóng đá của mình. Chúng ta muốn tham dự sân chơi World Cup còn họ chỉ muốn đánh bại được chúng ta. Như vậy tham vọng của chúng ta là lớn hơn họ rất nhiều, Duy Cô Thái chia sẻ. Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin Pirate TV. Về việc những hình ảnh trong trailer phim 11 Niềm Hy vọng Cuốn Đá Việt Nam sẽ gây ấn tượng xấu về các tuyển thủ Thái Lan, Hoàng Long Quyên Ki Ti nói, Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện hình ảnh trong trailer của bộ phim đó, bởi theo Ki Ti các bộ phim chỉ mang tính chất tuyên truyền và không có tính thực tế một chút nào. Trước đó Ki Ti Sắc từng sợ bóng đá trẻ Thái Lan sẽ tụt hậu so với Việt Nam. Chia sẻ với báo chí Hoàng Long Quyên Ki Ti Sắc Sinan cho rằng nền bóng đá trẻ Thái Lan có thể đang tụt hậu so với những quốc gia lân cận, đặc biệt là Việt Nam. Ông nói: "Lúc này, chúng ta vẫn không thể lọt vào vòng chung kết World Cup của bóng đá trẻ, trong khi đó, những người bạn láng giềng như Myanmar và Việt Nam đã làm được điều đó." Kittisak nói: "Tôi không hàm ý cấp độ bóng đá trẻ Thái Lan đang tụt dốc, tuy nhiên, bản thân chỉ thấy tiếc rằng bóng đá Thái Lan đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong quá khứ để phát triển." và chúng ta nên bắt tay đầu tư xây dựng tương lai cho bóng đá Thái Lan ngay từ lúc này. Trong hai kỳ World Cup bóng đá trẻ gần đây, Đông Nam Á đã đóng góp hai đại diện là Myanmar và Việt Nam. Tại giải U20 World Cup năm 2015, Myanmar xuất sắc vượt qua vòng loại để tranh tài trên đất New Zealand. Còn vào cuối năm 2016, đội tuyển U19 Việt Nam tạo nên điều bất ngờ khi giành vé dự U20 World Cup năm 2017. Với bóng đá Thái Lan, họ đang thống trị khu vực Đông Nam Á trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng ở cấp độ tuyển trẻ, họ lại không gặt hái được nhiều thành công như Myanmar hay Việt Nam. Điều này khiến huấn luyện viên Kỳ Tử Sắc của đội tuyển Thái Lan, người vừa bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT sa thải sau thành tích tệ hại tại vòng 4 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Nhân sự kiện FIFA tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội bắt đầu từ năm 2026. G. Cô Thái đã kêu gọi nước nhà xây dựng một đội tuyển trẻ để làm nền móng phục vụ cho tham vọng dự World Cup của bóng đá Thái Lan. Qua đó, huấn luyện Kitisak gửi gắm lời khuyên đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT nên chú tâm vào việc đào tạo trẻ với nhóm tuổi U13 và U14. Việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup đồng nghĩa cơ hội cho đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng tăng lên. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá thấp những đội bóng khác trong khu vực. Các quốc gia ở Đông Nam Á và châu Á đều có chung một xuất phát điểm. Thái Lan cần làm việc tích cực và chăm chỉ để xây dựng một đội tuyển quốc gia hoàn toàn mới. Huấn luyện Kỳ Ti Sắc nói. Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan của huấn luyện Kỳ Tì Sắc đã thi đấu không thành công. Họ chỉ giành được một điểm ở bảng A và đã bị loại. Nhận thấy tấm vé đến nước Nga vào mùa hè này đã không còn, Di Cô Thái liền muốn nước nhà hãy bắt tay đầu tư xây dựng bóng đá Thái Lan từ con số 0 và lấy công tác đào tạo trẻ để làm bước điểm vương tầm tương lai cho bóng đá Thái Lan. Ông nói, chúng ta cần phải nhanh chóng bắt tay vào việc với những lứa cầu thủ U13 hay U14. Đó là yêu cầu cần thiết để bóng đá Thái Lan phát triển trong tương lai. Mục tiêu trước mắt là giải U16 World Cup và U19 World Cup Hoàng Nguyên Kỳ tiết sắc chia sẻ về tương lai của bóng đá Thái Lan.